Xin chào các bạn. Vâng, viêm da cơ địa, tràm sữa hay eczema là một bệnh khá là phổ biến, khá gặp của các em bé của chúng ta. Vậy làm thế nào để giúp cho các bố mẹ chăm sóc em bé của chúng ta bị viêm da cơ địa một cách tốt nhất? Thì bác sĩ Hương đã chia sẻ, đó chúng ta có 3 chiến lược chính để chăm sóc tại nhà. Thứ nhất, đó là tránh yếu tố kích thích. Thứ hai, đó là dưỡng ẩm. Và thứ ba, đó là kiểm soát việc ngứa cho em bé. Thì trong cái video này, bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với bố mẹ và các bạn cái cách dưỡng ẩm cho em bé của chúng ta một cách tốt nhất nhé. Xin chào các bạn, tôi là Lê Thị Thu Hương, tiến sĩ bác sĩ nhi khoa. Tôi đã có 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhi khoa và đặc biệt là 10 năm làm việc chuyên sâu về hen và dị ứng. Vâng, thưa các bạn, một trong những giải pháp giúp cho em bé viêm da cơ địa của chúng ta cải thiện được đó là việc chăm sóc da, dưỡng ẩm da cho em bé. Cái việc dưỡng ẩm da đó phải làm thường xuyên liên tục, kể cả lúc em bé bị tràm cũng như lúc mà em bé đã qua cái giai đoạn, tức là giai đoạn ổn định, thì chúng ta vẫn phải dưỡng ẩm hàng ngày cho các con. Bởi vì khô da là một trong những biểu hiện của viêm da cơ địa, và chính khô da đã làm cho em bé ngứa và gãi và làm tạo thành cái vòng luẩn quẩn, làm cho cái bệnh viêm da cơ địa nó tăng lên. Cho nên dưỡng ẩm da là một trong những chiến lược vô cùng quan trọng trong cái việc là chăm sóc em bé tại nhà. Thứ nhất, chúng ta sẽ lựa chọn các cái loại kem gì sao cho nó phù hợp với em bé. Thứ nhất là cái kem đó khi mà các bạn thử ở tay của em bé trong vòng 15 đến 30 phút không có biểu hiện dị ứng gì, không có biểu hiện nổi mẩn ngứa gì, thì như vậy cái kem đấy có thể sử dụng được cho các con. Thứ hai, kem nên không có mùi, càng ít mùi càng tốt, bởi các bạn biết là cái mùi để tạo ra cái kem đó, đó là từ hóa chất, đó là hương liệu từ hóa chất. Cho nên tốt nhất là kem dưỡng ẩm và không có mùi. Và cái kem đó làm sao mà nó dưỡng ẩm được lâu nhất có thể, thì đấy là những loại kem, đấy là những cái tiêu chí để các bạn lựa chọn kem cho các con. Thứ nhất là không kích ứng, thứ hai là không có mùi, và thứ ba là giữ ẩm được lâu. Thì những đấy là những cái tiêu chí quan trọng để giúp các bạn lựa chọn kem sao cho nó phù hợp. Vì bác sĩ Hương vẫn chia sẻ, với mỗi một em bé của chúng ta là một cá thể khác nhau, cho nên là cái việc lựa chọn kem của em bé này có thể phù hợp với em bé này nhưng có thể là không phù hợp với em bé kia, cho nên chúng ta cần có sự cân nhắc lựa chọn kỹ cho em bé của mình nhé. Vậy thì chúng ta sẽ bôi kem cho các con như thế nào sao cho nó phù hợp? Thứ nhất, chúng ta không nên bôi kem khi mà để ở cái da nó đang rất là khô. Trước khi bôi kem thì chúng ta nên làm ẩm da cho con, có thể là sau khi tắm đó, hoặc là chúng ta sẽ lau mặt cho con hoặc lau người cho con, và sau đó chúng ta hãy thoa kem lên, giống như các bạn dưỡng da cho mình đúng không ạ? Trước khi các bạn dưỡng da, bôi kem dưỡng da, các bạn sẽ dùng nước hoa hồng đúng không ạ? Thì em bé cũng như vậy, chúng ta hãy lau mặt hoặc là làm ướt cho em bé, lau người hoặc làm ướt cho em bé, hoặc là sau khi tắm đó, thì lúc mà da nó bắt đầu hơi se se một chút thì lúc đó chúng ta sẽ bôi kem cho các con. Và khi bôi kem cho các con thì chúng ta nhớ là chúng ta hãy nên thấm vỗ vỗ này, chứ đừng nên thoa, đừng nên trà sát. Bởi vì khi mà trà sát như vậy thì vô hình chung chúng ta cũng làm xước cái da của em bé, bởi vì da của các con của chúng ta rất là non nớt đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà bác sĩ Hương chia sẻ với các bố mẹ là để bôi kem thế nào cho nó phù hợp, cái cách bôi kem, cái cách chọn lựa kem. Thế còn có rất nhiều mẹ hỏi với bác sĩ Hương là thế thì một ngày em bé của chúng ta bôi kem bao nhiêu lần? Thì thực ra cái số lần bôi kem thì nó sẽ khác nhau với em bé, tùy theo cái mức độ khô da của các con và tùy theo cái gọi là cái độ giữ ẩm của kem thì chúng ta sẽ bôi kem cho em bé. Có những em bé có thể ngày chỉ một lần, nhưng nếu các bạn thấy da em bé khô có thể 2 lần, 3 lần hoặc hơn, thậm chí là có những em bé khô da đến mức độ là chúng ta sẽ phải đắp ẩm. Thì bác sĩ Hương sẽ làm một cái video khác chia sẻ về cái kỹ thuật đắp ẩm cho các em bé của chúng ta khi đối với những em bé mà bị viêm da cơ địa nặng nhé. Vâng, nếu các bạn thấy video này có hay và có ý nghĩa thì hãy like, hãy share và hãy subscribe vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo. Và nếu như bố mẹ có câu hỏi nào thì hãy đặt câu hỏi ở dưới video này, bác sĩ Hương sẽ sẵn sàng trả lời bằng các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.